Tiến Luật. Bài câu ca với anh Trăng, lời từ biệt sao khó khăn, tôi nghe sao tôi ghi vậy nha. Rồi chăn ga nó úa nhăn. Hay nha. Rồi chăn ga nó ứa răng nữa. Tự nhiên tới câu đó thì nó văn nói hẳn à. Hai sẽ ra khi mà em trả lời xong á là em phải há miệng em ra nè. 1, 2, 3 lần thứ nhất. Xém bạn ơi, xém rồi. Có cơ hội nha. Thắp người xuống nha. 2, 3. Ôi sắp được rồi. Lần thứ 3. Trời ơi, thất bại. Cái băng đô của anh là ai làm đẹp quá. Cái này á là mọi người nhìn Tiến Luật là biết gì không? Đầm sen. Không, hả? Chính xác là Bến Tre luôn. Tại vì qua cái cầu gì là có cái đảo đó. Ồ, đảo. Em định nói là nhìn anh Luật xa xa giống như cùng phụng, cùng đăng. À, cùng phụng á, cùng phụng. Thì qua cái cầu Rạch Miễu đó. Rồi, mời các bạn vào vị trí nào. Okay. Xin mời vào vị trí. Rồi. Hôm nay là hai bạn trẻ là trẻ nhất ở đây luôn đúng không? Đâu có. Em cùng nói cái lứa gì mà... đó, cùng lứa có nghĩa là khi mà Diệu Nhi học lớp 12 thì lứa này mới sinh ra đời nè. Trời ơi, nghe nặng quá. Nghe nặng quá. Chúng ta chờ xem Tiến Luật. Con cò bán hoa. Ủa gì vậy? Bán hoa hoa. Bán hoa hả? Một chút xè một... là gì vậy? Thế một chút xè là gì ta? Không có nghe kịp cái gì đó. Chè hay là xè gì đó. Gì mà có cá mè vậy anh? Ao sâu cá mè là có nghe cái chữ đó nè. Có con cò. Chắc chắn ao sâu cá mè đúng nha. Ai cũng có ao sâu cá mè. Ao sâu cá mè đó thì từ chữ mè đó tôi mới lên chữ ở trên luôn đó. Đón xem Cuối Tuần Tuyệt Vời phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 21 giờ 30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.